Tí muối trong ơi tầm nàng cam vị thí này dễ điệp rộp thà chia cam vị thí ở với đầm bầy ơi nè sạp bàn chỉ điệp không vớt mà lại chụp hẹt nè hai tí pi miền bành hà ấy trong ấy mà này giấy lược làng mà chia sầm núa được coi chia sầm nôm bò làm chàng ao tụt bồn này bồn ní chợ bồn để tụt cột bàn chạy thán nó có cây này chiều này cũng hơi làm chặt cái đó đi tấu ba là tình yêu con này để thua thấy nhưng mà con sâu sọc để con ngồi đây để con con phan công prong lấy đấy con phan công prong không phải về liền đi nhung đang nhung cái nào chúng ta phải xả lột mình sẽ phải xả bài để sống tham gia cái câu câu chuyện môn này nơi không phải về liền đi miền Khmer phong miền Trà phong cái nào mới khơi tha Khmer chỉ nắm cào ót squall ót yol ót quan ta đang thả report chia report quan ta cà phê mình squall thả report chia này là chân Khmer Khmer khi miền sầm nú ót bỏ ống đang ai bỏ xả chia phải xả ong lề môi trường này sạp mình thấy là vậy ai kêu là bao cái vừa sạp thế nào đấy ai kêu là cái sạp ông bia vậy đại cái rong trang cả na trang sạp xu ở bằng bỏ xài hai khiêm phụ khiêm cả na còn miền không bay thái miền mồ rồi nè chả na mà đai ở bốc mía hay năng phụ mạ chuẩn đợt buôn pram lẹ bàn chân tới vì miền cao gần thôn khang con pe bộ cái na xôm oi bảo ông lật thò với đại bàn vẫn vô sạp hai chia vào đầu ban sầm lại vào đầu ở trong chiếc ai kia đây trong ngày nâng ban này mà bảo ông lật thò muôn con khang lang tại là hàng vô đầu ấy chẳng xôm oi mình chỉ nói cái xua chia cái sao ông lên làm vậy bảo ông ai bỏ sai okay. Talk with them, my name is Emily. First question. Please explain who Buddha is. Second question. Second question. Can you please tell me what is enlightenment? Third question. Please tell me how do we practice? How do we need practice? Is that right? Can I listen to boy? Nah, so no, so miền Phật lưng rước có miền đông Phật lưng cái na mà đái môn chạy than quạt ban giờ sập rước có đôi khơi thà phong ôn để ban chạy than tới nước màu lê rước có ta vì bên đây chẳng phải ta luôn ông ta tới Tesla thà mình lúc đây để sập tới nước rồi lột khăn rồi lột cái hai thà element cứ chỉ tận lấy lời cháu cứ thiệt rồi luôn nâng ông thầy hai tay hai đi ban chia về để sắp mà mình chạy tha được các bạn mình lưu chỉ rơi mau tha hai đây khơi miền bom miền ôn mà lên đường sạch như đây mà lên chứ ta vì miền đây chẳng phải tài okay phần này lúc bạn ấy ta có thể phần này sang trang phòng. Hello, which one you prefer? English first or Emily. Chị Bạch Thông Sông Namaskar côn cao trong bài đời đây group Kira Klan Kung Po, some Branco Dal football sat Tang Ok, and Chibi Sek ពុទ្ធបរិស័ទដែលកំពុងតែជួបជុំនៅខាងមុខdevice នេះនៅតាមកម្មវិធី Zoom ក្នុងកម្មវិធីរំលឹកទៅដល់លោកឪពុកដែលទៅតែចែកឋានទៅលោកឪពុកអ្នកម្ដាយមានឈ្មោះអីខ្លះទៀតឪពុកឈ្មោះអុកហុចទៅនេះជាថ្ងៃបញ្ចប់ម្ដាយញ៉ែមបន្លក3ខែមុនហើយអុកស្វាងជាមាមួយខែក្រោយម្ដាយអញ្ចឹងនៅក្នុងរយៈពេល3ខែហ្នឹងគឺខ្លះដើម្បីថ្មសូមចូលរួមសោកស្ដាយផងដែលបានរឿងបែកសត្វទាំងសងខាងដែលបានកើតឡើងចំពោះគ្រួសាររបស់បងនៅទីនោះOkay, let me say hello to the owner of the question. The first and the second question are related. The first question is, who is the Buddha, or who Buddha is? The Buddha is not the God, is not someone in heaven, but he also a human who was born as a human in India. More than 2,500 years ago. At first, he was a normal man like me, like your father, like any man else. But he was called the Buddha when he got enlightenment. So do you know what is the enlightenment? Enlightenment means someone who discovered something which is truth that no one knew before. Especially the way of life. Like today, the whole family here are getting suffering. We just suffer what had happened to us. We desperate from our beloved family, mother, father, or someone else that we loved. So the result is we get suffering. We just grieve, sad, but we don't know why. The one who found the cause of suffering is called Buddha. Have you heard about coronavirus? Emily? Molly? Have you heard about coronavirus? Heard about coronavirus? Oh, yes. 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 Coronavirus now spread all over the world and caused many people die. Thousands of people die. But we don't get suffer. When someone in our family dies, we always grieve, right? Yes. Yeah. What is the difference? Other people die and our beloved relative die. What is the difference? Do you know what is the difference? No. Do you cry when some people in other country, like in India, die? Do you cry? No, because I don't know them. No. But what if some people that you love die? Do you cry? Will you cry? Yes. What is the difference? Why other people die, you don't cry, and your relative die, you will cry? Why? And what is the difference? Because the people that I love, because I cried because I knew them, and well, I knew them. And the people that I didn't know, because I didn't know anything about them. Yeah, your answer is right, but I just want to make sure that you understand. For example, you have a brother, but you have never known each other. And then he died. Will you cry? I would cry if I knew, like, if he was a real person and I knew that he was alive and he was my brother, then I would. But if I didn't even know that he existed, I wouldn't. If you don't know him, you will not cry, right? Yes. So the difference is, it is not about his death. It is about your thinking. Because everyone that was born in this world, no one can avoid the death. But only someone that you know or close to you or someone that you love make you cry when they die. So it is not about their death. It is about your clinging, your attachment with them. So who discovered this problem? The Buddha. That is why Buddha called himself as a doctor. And all people who get suffering like a patient. So the patient always need a doctor. He shows the way of thinking. He shows the way of practice to develop our wisdom, to see all the reality as they are. So that is why I told you the first question and the second one are related. So in short, the Buddha is the one who got enlightenment. The one who got enlightenment is called the Buddha. Get it? Pardon? Yes. Okay. And the point is, what did Buddha got enlightened? He got enlightened about the truth. The truth. The truth of life. What is the truth, and how many kinds of truth in this world that Buddha got enlightened? There are 4 kinds of the noble truth that no one knows before the Buddha. The first one is called suffering. In Pali term says dukkha satya, means suffering. So now we all in the family have suffering because our relative has passed away. And the second noble truth is the cause of suffering, in Pali term called Dukkha Samudaya. Dukkha Samudaya means something that causes people have suffering, get suffering. So the real cause of suffering now, it is not the death of our relative. It is about how much we love them, how much we are touched with them. Oh, one more question. Will you cry if someone that you really dislike pass away? Will you cry if someone that you hate a lot pass away? I don't think I will. You will not cry, right? If someone that always hurt you, someone that you really dislike, then he passed away, will you cry for him? Yes or no? No. No. That's right. So it's not far away from the first question. If someone that you don't like pass away, you never cry for him or her. If someone that you love the most pass away, you will cry a lot. So the real reason is not about the death of both kinds of people. It is about how much you love. The more you love, the more you get suffering. See? So the cause of suffering is not about something which is outside. It is in your mind. Your clinging or your desire on something. This is the real cause of our suffering in life. It is also discovered by Buddha. It is called the second noble truth. And the third noble truth is called Nippian. Nippian. Nippian in Pali term, or it can mean the cessation of suffering, I mean the end of suffering. I think it is hard for you to understand that, but I have no choice because you asked about that. And the last one is the way to get the ultimate peace. So it related with your last question, how do we need practice? As I mentioned about, among the four of noble truths, only two of them always exist in our life, suffering and the cause of suffering. We never experience the ultimate peace. We never practice the way to get the ultimate peace. That is why we live in suffering, because we don't know what is the real suffering, and what is the real cause of suffering. So what we need to practice in Buddhism, at first, we have to understand clearly about what is the real suffering. At first, the most important point is try to understand what is the real suffering. There are many kinds of suffering. Birth is suffering, but people get confused. They always celebrate birthday, right? Have you ever celebrate birthday? Yes. Yes. Are you happy with that? Yes. See? Actually, the birth is not happy. Do you know when the baby who just born, what do they usually do? They laugh or cry? A baby who just were born from their mother, what do they usually do? They cry or laugh? They usually cry. Yes. So, is birth happy or suffer? Suffer. But when we celebrate the birthday, we always happy, right? Yes. So it means we happy for suffering. You know why people die? No, or they either get old. They die because they were born. If they were not born in this world, how can they die? Do you understand? Yes. So, the birth and the death is only one thing. It's not different. Like today, you reunite with your relative. Next few hours, you will say goodbye to each other. Or you will stay with your relative in this house for more than 10 more days or longer than that, or you will say goodbye to your relative after finish the ceremony. I'm gonna go home and say. Yeah. You will say goodbye because you meet them. If you did not meet them, you will not say goodbye. Don't get it? I would say goodbye even if I wouldn't miss them, because I would still be leaving, so I'd still just say goodbye. It's hard to understand about that. Hopefully, someone understand about that. So the birth is the start point, and the death is the end of life. Without birth, there also no death. So, birth is also suffering. But very few people knows about that. And aging is also suffering. When people get old and old and old. Their strength, their energy become weak. So they are not happy with living anymore. So it is also suffering. And sickness is also suffering. We all experience that. And the death is also suffering. And beside of that, it's related with the mind. But it is a bit hard for you to understand. And the second noble truth is the cause of suffering that I told you already. It is not about something outside, but it is inside of you. It's not related with someone die, but it related with how much you love. So first, those who want to practice Buddhism, they have to understand this noble truth first. Otherwise, they can get confused easily. As you see, many people go to the monastery to pray for something. It is not the teaching of Buddha. It is not the way that we have to practice, because we cannot release from suffering by doing that. Just try to understand the real suffering and then develop understanding to cut down the desire, to eradicate clinging with something, then you will get freedom in life. So I think that's it for your question. Thank you. Thank you, but I don't know you understand or not. Any more question? No. Thank you. That's good, better than all. Some no law, but can actually be named so long. Chẳng chọc mùi Emily Penang Sân mà cứ ta cọt đào ngọt chi chầm nội lõ phần tài phải tự cọt tự tuột bán nơi rương mình lõ nó bây giờ cọt tự vọt mùi dưỡng vì chi chôn mai dân chả nó để dân ban thưa to to cái máu từ ọt ban vô đăng tam mê kia để phục vụ tiền mà này chẳng may trong thì dễ sờ rọc xa lăng vinh tới chia máy này của đường nó mà đại dây dây ông lê bằng nào này riêng sâu đây mũi bò tê đang dây từ đường xây. Chẳng dùm nua bỏ Emily là ồ thì muối cọt xua thang tơ bộ bột trên là ai ta cà trát đấng cứ chiều vậy ai chấm nói chấm cõi thật tới dân trâu bờ địa bàn ấy cái những dùm nua sạch ạ chồng bé đồ mà dân ban sum nô ti môi ní dân tha chia sum nô xả mánh vận tài xưa tha mà nô của mà nét để score tha phục vụ trên là nè dân ban thay lời từ Emily ทางสำนวนนั้นវាពាក់ព័ន្ធគ្នាទី 1 និងទី 2 ពពុទ្ធចេតនាតើអ្វីជាការត្រាស់ដឹងហ្នឹងអញ្ចឹងពពុទ្ធ cứ chỉ nè trả đắng hơi nè na để trả đắng nè đắng ấy hay kì bộ bột cái này việc tiệt tồn này chàng bà bộ cô lăng mình miền ca trả đắng thế mình hay thà bộ bột thế rồi dân tàu qua thò ấy đăng thà bộ bột nữa mà cứ ta chùm ngòi mùi này mình mềm tại Emily đấy nè nó chạm xuống ọt đăng lờ hiện ra nó nhưng ọt đăng đang ở tàu quát dân phanh cùng của bạn để mà vợ ông hãy xong sọc hiện ra mày đấy nàng hãy trâu đây nào Phụt đại bà riêng ở dân thực phai cùng xâm sọc vì vợ ấy bạn cho mình phụt lọ đại miên chùm nội na để dân thọp an để cho thọp lư vật thô xâm đại thang thực phai cùng và bạn để mà tất bàn sọc đại vậy đại thà chẳng ấy thôi đại thà chẳng còn tới tại dân từ quát cái prab ở dân phàn cùng sầm sọc với mình đấy hệ chàng khơi như thế nè khơi với gật là tàn rồi chẳng còn là chúng nó chập đau chùm môi nâng bột bột nâng vì chỉ ca bằng hành thay dương ở bàn scroll của bột để scroll của bột bật bật cót rồi có khơi của bột bật bật cót bọn thà tuột để khơi thò này đôi dương đăng thay là nãy chuyện doctor bật bật cót với tôi là mờ thay táo cót chạy chấm này chia bàn mạch này bật sân chỉ còn ở đại bàn chia ba rồi có mình bàn prao chấm này nông ca chia ba ruột nâng dần mạch phóng ấy lư tại cái hao thật doctor chẳng mình là để dân scroll ở chỗ bà thế chẳng doctor để của cái xã sệt bật bật cót mình men pruch mục doctor thế pruch cót men chấm này trầm trâu nông ca chia ba bộ phốt có mình men chia bộ phốt trâm tới một chia bộ phốt đại cứ việc tôi từ miền APC đại là vợ ông xong cua ao một thà chia bộ phốt cứ vợ ông trả đắng nữa sẽ trả thô để tham gia mình nè chẳng tu bộ phốt bật bật con mình men rụp cái mình men trắc col mình mới là vậy thằng cứ tu bành nhà tu wisdom để khơi nơi sẽ trả thua này ngày nơi nhây giờ thua này ngày nhây giờ thua ra được thua để cua đăng này ngày chẳng việc bịa pon năng sùng nô bảo hai mươi mấy năng thà cua pra anwat ấy pra tế bạt ấy chẳng việc tôi là đăng thua để cua đăng rằng đăng đâu nhây giờ thua rằng nhây giờ thua đại lưỡi nhây giờ thua dân sâu nhây giờ thua từng buông đòi bờ bể nữa nhây giờ thua nó mau bị lấy mau bị nhia thiết phải thà đắng đòi nhây dễ ai dễ nó phải là cua là bỏ để cua đắng nông pô sát na này là bỏ khéo vì năng miên cua đắng này là bỏ cua đắng miên mà miên ta buôn á thay phải nhạt môi tiết còn là thằng nó không sạch chạ thua buôn nó cứ chưa là bỏ cua đắng này được xâm nô bò bò mà cha mấy cái rương phần lưng rương ấy nó rương mình cua đằng buồn dây mấy có đăng mình bàn cô tía hỏi là sao thà miên phần lưng đó mà thà không miên này nhưng còn đầu tầm chỉ bá mà giờ sọp về là hậu chẳng thấy nhé thà miên phù về miên chèn cannot sunshine. People who ấy we who we say they young experience ba. We who we say đã dương tự đòn đã camera chăm thoát còn màn tiện. Chẳng bàn phổ phốt phở riêng dớ, cứ phở riêng xây để cua đẳng. Tự chạp miền freedom, chạp miền sẽ cái đấy sọc nông chỉ vật, chạp miền ca kịch nâng về sở lá. Hay ta dân xây dân kịch, xây đây mình khơi, mình đắng, cứ chạp cờ xâm biệt lâu chật à. Nàng à. Đó rương chuyện mục chuyện cõi bổn phận mà nói kịch ấy nhẹ nhàng chả hơn thế nào nữa, ở kịch tả rương ba chuyện bòn, lâu để đào ba chuyện bòn, hay là riêng kịch chuyện mục chuyện khỏi chả, hùa, rương mình cua đằng thì là, rương mình cua đằng, rương cua đắng thì muối cứ tục, tục năng năng nam bên tục nông nô ruộng nông prai tục nông chỉ vấn để riêng cua đằng. Hào thà sạch chặt thô để cụ đắng được nóng chí vật này. Chẳng màn mình bật sâu một mũi và ông xua bị khọ thà bà mình kỳ xua nẹ tầng lại thà hai đấy ban trên nẹ châu chất màu sạc xa nợ xa sản nạ pramacharya dạ thô này. Bị khọ lột mình chùm lại tràn nông chặt bỏ lốt bằng đăng thà bà ông bông non vô mùi nà. Chẳng màn xong ôi bỏ ông xâm đài thà vật thọ bom non này cả sắc xa nơi xa sản nạ pramacharya thôn ấy. Mình sắc xa nơi ở vây để bỏ ông bà riêng nâng. Vật thọ bom non này tầm mũi ăn bên pi ăn bên bay. Ta lơ vì năng khó. Ta mũi cuộn. Cứ sắc xa đầm bay cầm nọt đăng ôi khơi chứ ba nơi sự ở đây tục nông chí vật này. Cái nhé, tụi bây nó ruộng pride miên tục mên, phần dân đăng bàn. Tục đầy dân đăng miên ta tục không chỉ vật bỏ dân tiệt. Xung bây ta tục nó không nẹ đợt tới dân đăng cho bà phong ưu tiên hoa ta dân đại cái cao COVID. Dương mình ách vì sao ban ta COVID thua tục bạ mạch. Cái nhé, khi mà bạ đăng ấy. Mày đấy. Anh em bạch tục không nổ độ không prai rồi. Còn là tục thà COVID với cao màu với khả co với bạc đọt thám. Nhưng khả năng kích đấy, nhưng ở đoàn chóng nhưng bán thầm tạc kích đấy, đang thay về làm mạch. Nhưng nấu bế đây với các không nẹ đợt tây để dân mơ khơi phong. Kêu thoát với đồ ô ôi mơ khơi phong đợt đọt dân đi dân nốt. Đang ngọt cho bà tiện. Đang vào bạc dân mạch đấy. Rồi dân ngọt vì sao ngọt bàn. Nhưng tốt đã trâu riêng cầm nọt đắng đầm bày đắng nấc cứ tục nông chỉ vật dương mà nè cái này anh năng chẳng bày riêng tới đằng bà này ưu tiên được trả về dân trả tới về tục mày dân ai đằng bà này nhôm can bê khổ một nắng bê hiện trả tịch tới hiện khó bị khmê nhé chẳng dân đã bị sao ban luôn ai nó dân đăng cho bà thao viên của bà chuyên môn đấy tôi xua côn của mình mấy nhá còn đang để trả bà mấy còn vô đấy vô tê khênh bia mà nẹ nó chỉ vật bao giờ chẳng bản tộc đại dân thầu bị sao bán cứ chlong cắt chỉ vật dân tập vô cho bà họ bê chư nè được mà lần mình chẳng tục ti mối cứ chiết dân và bạn đang phụ tôi tới vẫn là về chán đấy đăng cho bà hai cho cuông về on mấy cho cây về on mấy nên về on mấy cái on tam lồng đạp ấy nó lộn tệ ai ban thế đấy hay tôi thà lớn nữa vậy khó nè chẳng coi khăn cõi mình kiềng tôi vô thà về cha và bạn mấy đôi nè khang một kê nâng bàn đấy cú tôi ta luôn ái chẳng biết thành nhây giờ thua để cụ đắng cứ thua để dân tự đỏ thua để dân chua bật tè rương đại bật tè to chỉ vật ăn năng đại bật bột bờ riền giờ à rương viên thì chai triệt mục triệt còi à rương sấy sấy về cha là năng bồi trường miền Tây riêng tròn à năng chăm vô về kịch được không à bị thấm dây rương triệt mục triệt còi rương và đại sản thị dạng này này à năng bồi chai tì pram không bồi chai tì mùi tì pín toàn rồi riêng tiệt nhưng cứ tới về ớt dồn đó dồn tới đôi nẹt nẹt tì mùi trong từ riêng nẹt nẹt tì đập pi giống á đại chân về về bà anh tịnh vậy mấy cô bà dồn này vẫn được với cái trẻ basic background ở tới vậy đo lại nút chụp bài nè chụp bài cái bên mình tập bảo vệ mai chơi thì chắc là riêng phần lớn cứ chỉ bịa máy đang nghỉ giấy tam cái đây sầm mày bọc luôn ai mình ta máy giống chung chung chia từng ở cái prao bịa ta soul bịa ta ấy nó cứ tam mà cái đây sầm mày bọc mình đưa nè chung ca vừa khơi à mà nô ấy kha kha chân tới có đặt mua thả năng phần lần chỉ soul chỉ ấy dân ta vấn thế bớt nó không thom mà chiến nó cứ something different vì chưa cùng nào sinh để dân trâu riêng thao về miền Pan Chạch Hàn chẳng á sầm rạp nè vô bờ mát chụp cho ngò là đường này vì mình men phần lần này nè từ tại ai bán này đôi cục dáng về trâu cá và chạy sòm u tê ho thà lương tiền để dân đọc chẳng tôi chặt tôi vì nhiên nó biết đôi chân đạt tiền chẳng tại vì tao mình ti à sai bảo với cứ phải chạy mình ai đạt tiền nó tự chạy lừa cả để dân vô với vô copy bắp thom mình chia tham mình phần lương họ hào là hồi đó cha cha còn đây giờ shop có tham phần lương còn đào tiền thế nhé với mình phần lương ngày nào đào vì cái này chặt về kịch tên đi về kịch tên đâu tới còn trở lom imagine ta mà rụp hẹp trong giờ sọp còn nó có thà phần lớn còn đau từ này từ nọ thấy nhé hình coffee cam vậy đấy để dùng toàn đây lụa chứ này tham à sầm máy thà cao để tham à từ mà để càng nó khơi nhà thôi ấy nó nắng men phần lưng men chặt mà nó chênh bị chặt đấy chặt nào nè phần về kịch hưởng cái nòng và phần năng để đừng bật về chẳng chẳng còn là đây giờ sống nhưng vì trai ở đâu không ai tham gia sọp khơi nhôm phổ thằng lâu đây nè nhôm pro mà chạy than từ vùng bay cho nam trên bốn cho nam tận tham mình tôi chẳng ngon lấy là giờ sọp mau bị ông club score quạt club sạch nào chơi giờ sọp khơi chẳng chẳng đầm bay bình chọc bài nhà hát tha vô sọp trầm tay chiều giờ sọp khoal chỉ mùi về pé chết tại trong kinh chó khoal it is just a dream trong giờ sọp khi ấy giờ sọp thôi chẳng bên nó khoal mùi về năng lôi tiền là đôi nhưng mà nè cần giờ sọp lắm kêu cái ơi từ phượt chun phần lưng ở chèn mà mơn đó là ấy giờ nào chẳng giờ sọp cứ trầm tài chơi giờ sọp bảo vệ chỉ ca bứt nó cái mình hà từ giờ sọp đây chẳng cùng vô giờ sọp thôi đôi mình tèn giờ sọp trầm tay giờ sọp tới chọc nên mang về bị tục tiệt tục có sạch chẽ nè đời bậc bút bờ riêng thạo ông pi sạch chẽ nó mình nuôi dê hò ngay chứ cứ thằng nọ nồi nai nọ mà bèo hòn nà nọ thiết bất sầm rạp bèo hòn men cả tục sạch tiết tục mình tên là vật thuật chôn nhọc dân này nhưng mà mình chả bon mấy tháng đã mà kê nát đã bạt tục mong máu rồi bạt rồi đã mà cái này nó ở trong bạt tục năng là mong máu cana mê rốt là mò về nâu miền từ phương mình ở việc bạt là mò Thì họ là dùng cọt là mỏ, cọt sài nhé, đại cọt sài nhé. Được có cọt là mỏ. Khơi kì. Này. Mình ai ôi sạch feeling bỏ dân nó bắt là mỏ bàn tế bà sân à vay rồi. Rồi còn mê rồi. Nâng viên đâu tạch chạm sạch dân chịp không nâng. Yêu ngọt ngay miền tục hay dân trong thống mấy ở bà tục món. Cứ đôi chị dân ở bàn xìa bà về tới bên trong ở bát là mỏ bát hùa vậy bà mê rô bên nâu lên bài bên nâng hay xa thòm mơ bùng bùng bà thòm ọt ấy tròm ọt ấy bà đôi dân tròm mình cả tục chân và bà nên là chẳng hãy đấy ban và put ở dừng riêng bị tục nắng mà nô đời chán chưa thể chọn ruột đôi mình miền tục hãy bà hai chỉ vô ra mà nẹn dây thôi nó ọt cả tục tiện vô mày đấy về xong rồi mà đạm mà kề bạt tụng nó xù thằng mà miền Trung cả tụng bạt không bay khai không bay khai ở tràn về dân tới trời về buồn kỳ bay nó còn lại tại cho nên chưa quay cồn em vẫn slap mà đón tầm mình nè em mình đấy chương là bò bay nó lợn mà đón mùi hay đạ vịnh lợn mà đón mùi tiệt đạ vịnh lợn mà đón mùi tiệt đạ vịnh tâm bất mình mùi để dân đạ bạn nó vì nào lợn đầy ấy mình nào lợn đầy thì chẳng bà sân chỉ chật nó bị che từ tu có nó vay vay cả là một đo muối vì anh miền bay nó không at the same time đây thế yêu mà thì hòn phần này đây bạn thua mấy dừng lực bay cả không pel là một đo thua đấy ngon chèn lợp đo muối ngôn chẳng bàn cách prot bát nó không chỉ vật và chạm ngay bọn oi dương focus nấu lợp và chụp bọn này ai chất để ai lực bán cứ nấu lỡ ở vấy đã cầm búng và còn được nóng bà chốc bọn ót xâm khăn thà rương bàn nà này và nó xâm khăn thật ta chất công pung tới cực lợi ấy đại biệt tục khăn pếch vì proof dương ọt bán prao chất mà nụ đại lưu thôn dây chương cá hào thật chất chương cá hào thầm mà nụ ấy nè chương cá hào thật chất chương cá hào thầm mà nụ thầm mà chết tầm muối vậy bần tay mình nấu nó bọn ông prao chỉ mùi tầm mình nấu hề dân ban mình nấu vì cho mùi bịa thầm mình nấu màu bì mình nẹ chật nâng sát vẹo mẹ mình nấu nâng nè chấn nấu phê thì dân hao tham mình nấu nâng chất chịt thò mà chịt đang ở róm bên tay vì chỉ lệ cẩn nặng tu tử chỉ emotional nó bây giờ nhiệt slap tử dân cà tục đôi của bạn là bài cà tục nói dân ở bàn prao mà nô này prao chật tam emotion bao giờ ô tê được comment card máu comment miền jacket đấy comment từ bốn nè clean dùng từ chư yum tới mà play nâng cái thôi sờ bài chất có sờ bài tới với tam emotion chẳng emotion nâng cứ về ai prai pro từ tam arom emotion á mano cái tệ bỏ dương nó hiệp lọ bỏ chất rồi có ca tụ ca sờ bài ấy để tam lệ cận ạ thom mà đa sát tu tơ xong bây giờ chan của mình nữa với prai pro tam arom prai pro tam arom ở đây đôi tham lơ côn của mình vậy bị clean bị dùng tam chặt bị tơ chẳng bị dùng bị chạy tới bị bài chặt à chẳng bây giờ luôn đâu không emotion nữa nghe và bạn phơi ơi chỉ vật năng bật chôm chỉ môi sự đại tụng năng bàn này chẳng bàn phở ông prao pịa mano mới tiện mano bọc bén cái mìa thò mìa nè chẳng mano cái này nó cứ dùng tạo the thinking mind vì chỉ mind vì chỉ chất đáy có phần đây chỉ chất để tạo develop để trâu chùm ràng bác ọc cả ôi bà nhà cả nâng à dân nâu khăn ông bị phốp lộn đi khmiên tê để thả ruột đời khmiên tục cũng chưa tí mùi ôi tầm miên dị vật khmiên tê bịa thả ruột đời khmiên tục đối chứ nè bao sầm nô xua tha và phơi giằng ná ruột đời không yên túc hai nẹt lơi nô tha nẹt phơi chơi về không yên túc phơi chơi về không yên túc và còn nè thằng nẹt lơi mình có túc cứ chiều vậy bài từ sao chùm lơi bớ thiền nia an thang chỉ vứt bẹp ní không yên túc bất nè thằng nè chơi nó mình scroll thà tục cứ chiều vậy chìm lái robot sầm nua thà tá rua bẹp na đầm bay cùng oi miền tục miền tây con tẻ chìm lái robot sầm nua thà ta cua pro chôm bẹp na chìm po xịt cái đấy tục năng men chìm lại chẳng gấp toàn đấy mà non tiệt rùa bẹp na đầm bay của mọi miền tốc khmien chìm lại tệ rùa ta rùa rùa nó sẽ kê cứ khăn rùa về tình nia sanh nha song kha vì nhiên rùa hắn á mẹ là bò hắn á cái đó là bò hắn á của ông thành nạt thệ khăn thệ sầm mà tục kha năng tục na na mà đòi khăn đấy khmien tê khăn nâng chỉ vật nâng rụp riêng cái chật vì nhiên nâng chỉ tục ôi dương khoa lò ngày nâng mồm bám tè nâu phần nâng màn bạ tịnh na bạ đây lô vol đây vol nâng bàn mau về khơi hiệp chom ban lọ đây xuống tịnh tơ về hàng thu tịnh đài thế bỏ tè giáp chiêng nâng tiệt ở cái lạnh đây cái lạnh tuôn nổi giáp chiêng năng tiệt phần men ban nên tham men tê hai sọc tê men tê vừa vô hướng xem mà tức clean màn đo anh nhỉ ai môn ban rụp lo lo vô một pẹ lên chàng năng khoa lấy là năng ai còn làm riệp chom mồm bàn coi đạp ngày nắng khoal ấy kha khoal khoal bằng để chập đam phim thầm đăng tiện tuồng tám nàng thầm đăng mong khóc cái này trâu cái này nâng cái tộc phải chấm phết liền nâng 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 anh nâng ngay cứ tin tích tới phụt ở đây và riêng thôi để dân cực ở khơi thế phần là nào dân chơi thang ô sẽ chạ thôi nó cùng hiến ấy chịu quá phần là đọc bây dân nông này cực tới cực đấy nó cực ruộng bạch để đà mơ một khơi ồ năng rẻ à lại mơ một khơi mơ rẻ đây ở đây dân trong bán trong bà cái oi po thố cả chuyện na na tội miền đây miền nó như pizza bay à po cái ao à triệt khói nó đăng phết năng hay có thà nó rẹ say mầm khơi phóng cái dưa lom ấy miền à po triệt mục đang rẹ tê chưa đâu nè mưa đăng nẹt oi có mầm khơi à nẹt từ tua xa thụ có mầm đăng chưa đâu là đò lên khơi tục này miền ấy cặp hai nông chỉ vận ấy phịch ọt nòm nghề kính thế nhé mơ mơ cầm nát chỉ tục nông chỉ vất giờ nằng cha chỉ tục có nông chỉ vất giờ nằng chư chỉ tục nông chỉ vất nằng mò ra nè chỉ tục sát tà rương dân chu bật tè thằng ọ sát tà dân bị sọt ban thằng ọ nên phâu cai phâu chật này à buồn ấy kịch mũi chứ vì na cái đó bèo hòn cái đó chư đài hôm nay dương trẻ cứ ta bỏ bèo hòn ọt chư bạn trẻ tụ bon vô chia nó bỏ bột chư đài nó vừa riêng cai vợ ông mình bật lật bị sấy bật lật bị bài bị tựng nó chư được kia nó cái nhé còn chư chỉ cai thì nhoi ấy môn bà đại nạp tiền lệ chiêm tiệt bây giờ tụi bọn bọn đôi lệ chia màu đài đâu trẻ bọn xong chia nè vậy lấy comment màu ấy tế bằng cần rồi này dân xong mà tụi bọn bọn thật xong cầm oi chứ nó comment score của post để đội sầm nô bỏ Emily xua một tụi xua bọn phải học tha pare chân là mi tiếng ru băng thà cô nãy ru này về chỉ sầm bọc này rô nè anh em bọn phải học nghe thay ra xa về tâu chư chia bàn chia tê ngọp tâu mình ấy tê ngọp được kia anh riêng bất năng chẳng phần đầu bây dân trong bán thầm mệnh bờ po với nhé bờ mà oi po với nhé bờ mà oi po thằng sọc sờ bài sọc cặp hiệp là o dụ dương dư sờ bài chặt ạ phần bờ sân nhà thầm mà oi po tha cùng cực tha rụp đi về sọc ấy rụp đi về cùng là trừ tê đầu giờ bài đây mà nó đầu đời dây tháng cùng cực hưởng trừ lại trừ men cho nẹt covid nâng đại quạt cực để chọn trừ riêng với cao tại đo hai với cao đây chẳng bàn po để dân oi khăn đĩa phệ chán phơi oi mình để dân xào vậy dân oi po khăn đĩa phơi mình để xào ưu tiên họ đôi mà cha bon ngày nắng mình lóp chua po để cái tha ôi sọc sờ bay ru nâu chụp chung từ chuyện từ chung chụp chung của xa từ na kia nó sẽ lại và có chỉ lóp lư à po chậm lóp lư hết lóp từ tua vì kê tiệt mệt nọt bằng thắc xa cũng thắc của man vào lý lô có oi chắc có oi mai âu dư nó có oi đây nè cái này kết bên đây tới bờ po bây giờ máy bên comment covid đi bờ ca buông xuông ca oi po ca sông năng việc về miền bên covid tộc bạn du này rồi covid mau tập 4 hay đôi nấu Australia chứ về phượng chè pri say tập 4 group sasana từng một phơi bị thi pray buông xuống đó bẹt luôn anh ao chui vậy phượng về lột phượng mình chè sẽ đạp ai phrase tây và đá vô mùi ánh giờ nhưng bên tôi vô một rụi ấy ná được kia chứ nó rùa ná nâu nâng chắc à นั่นไงนั่นไงเราบอลชานเอาไปย่อยแล้วตกเซนติดกลายปีเปียปอนหนึ่งเรียงกายได้ประปุดปริยันนะเอายังเถาดังหนึ่งสัจจะทอยหนึ่งรอดระบอจิตตีสลังกระตุกแล้วโดยมันจะกรรมวิธีจังบัดมาได้บัดปุกปุกเมียพ่อไงเมียนปุกเมียดิเนี่ยนั่นไงมันใบคายนั่งบัดจรานะchứ mà mà xua Emily mình nâng thà đôi nâu đi nâu ấy slap bằng con nô mình dương mình dung có chơi tao có tham một việc score nè bạn dùng nô môi tiết mà xua ta score cả đói phần là mình hơi dương sọp slap á dùng mà có dùng này dùng trôi chặt phần không vấn đề đò nhiệt cho ti sờ lạnh bao nhiêu dừng dùng dừng cào tục thầm mấy bao bìa chừng ray mày anh chơi cho thằng anh men chừng ray đấy chỉ vật này cứ cái sạt màu men pre này nè sẵn men đây thà là bỏ cá về lột đây về đòi về lột bỏ về khả năng chạy đón về bỏ lột chung khăn đi tập bản năng lột muốn là lột khói lột to lõ coi thằng o này slap to lõ nâng cô á con đó nâng cô á nâng là cô mà chứ từng o cái này luôn ban rồi cho nam kia tê thà du tí cho chắc bà cô của họ bên sau mà ruột đòi dụng mà rồi mà thà mình một cọt đâyเปิดโพสต์มาประกอบหน้าทาถึงออกเนี่ยนั่งรวมมันดอมมาโรยชนามตีเตอันนี้ประกอบเต่าเอ้เมื่อวันนั้นนะฮะเห็นทางรูนไอรูบ้านมาโรยชนามตีบ่เราอย่างหอยกองเพย์สามสายหายนั่งกองโมสังคมมาโรยมาเพย์โดยเยวิสาคาใส่น้องจังบีได้ดีเห็นไหมให้กลายท่าปลดประระบอจิตีสลายตายแต่กาตกเปิดเลยแล้วเปิดเลยมาสู่จ้ะกรรมวิธีเนี่ยปลดประเงียบจิตีสลายระบอจิตีสลายตายแต่กาตกเปิดเลยปีศาจบานเนี่ยกระปงตะกาดไหมเนี่ยนี่คือชีสิกได้ตุกชีตุกก็จะจัดได้ปีศาจบ้านนุ่งชีวิตบ่อยยังตัวปีศาจตุกนุ่งนารูอัดบ้านทีจะจัดโทษได้บ่เอาเงยยังเรียนงานนางไงนุ่งชีวิตยังนางไงได้ยังกระปุงละบอลสรอนจองเอาจูบตุกน่ะนางเฮยอันนั้นประพฤติอัดเมนแต่เอาบอลสรอนก็มาเอาจูบเตะบ่เอาเอาดังทำเป็นเตาเมียนนะโกนเจ้บนตัวจูบปองท่าโซมชมกลมอ้อยชมปองใบแบะมองไปปองสิมองใจมันเกิดปองเน่าเองโกนไหนโกนงงไหมจังนะเอาไปเรียนท่าระบอนาจูบไปถึงดาวไปใบจีถึงจงปองพิจารณาจังนะไอ้อังแต่ปองอดหมอนเจ้าบอนแม่เนี่ยอ่านแต่บอลหมดสูบบอลอ๋อจัดโยมเฟิร์กสายกอเปียติดสมัยบอลจุยใจอันนั้นคือมันสกอลฮูบุดดาอิสโดยเอมิลี่ซัวจังนั่นไงเบอร์สกอลบุดดาคือสกอลตุกนั่งการสกอลตุกนั่งทอมมาได้เมเนสกอลบุดดานั่งจีเอไอแต่ตัวไฟกลมสมศกปีบุตรแดนนั่งออสกอร์แบบบุตรเลยโดยยังตัวจูบด็อกเตอร์ยังไงไปยังชื่อยังตัวจูบด็อกเตอร์ยังตามเพื่อนได้ยังตัวจูบแบบบุตรห่างไงจูบอัดเตอร์ไปยังตัวจูบด็อกเตอร์ยังจูบเตอร์ปวดแต่ไปยังตัวจูบด็อกเตอร์สมัยด็อกเตอร์เสียบ้าเลยเนี่ย Xong dự bò bị doctor bị cua chừng ngư ấy nè sập hẹp hòn lại cả hay doctor cọt bị cua có cọt men bị cua hưởng rộp bọt cọt đấy bị cua tờ rộp bọt dương ta nông luôn dương ta thế nhé à chư chư nông luôn dương này lệ nam luôn anh ta doctor nát đại plom dương phịt màu chia nó ở đây ở sự đây tục đấy được nêu việc cultivate from inside việc develop việc nông màu chân bao bên đâu hàng nóng bây giờ mình xia ba hàng nóng mà chia bộ phốt này nè mà xia ba giờ chia ở đây nè rừng bật tiệt sẽ chạ thô thạch trâu nè bàn ta ở đây rẽ nè tay mình được đào đồng lồng sao mình nước miên sao ta coi cân tính xây được mang giấy sao vô bàn đồng ở nhé cái sạch chạ thô đấy cái nhé nè à bôi ca chiết khói nước tết để chấu ạ trâu mệt khơi chẳng ban đôi sầm nón mang về du hay đắng nè miền cam thì ai bật tọp nắng này đôi giờ nè chiêng sầm nón mà nẽ nè cọt phép con trao cọt bên là cùng vô làm ráp tam bên là đừng mấy chứ cọt pe bột trang bột ẻ na nơi chết chết đấy cọt bột xã đó là bột được cái bột cha đây ấy cầm sâu khoa này nè đó con chiêng xưa thôi chứ mình thôi ai xã đó hàng crom và cùng phơi pe mẹ là đã cho đào làng mới đấy bột mày mày ấy ta nói chừng ai tới dân mơ lên khơi nhỉ, con Campuchia đấy giang ná còn đâu dân mơ khơi nữa nè, cho chết khỏi mơ khơi nè, hay cho cái oi à chết khỏi cho oi chết khỏi cho không mấy cái sờ chân mày, là trong viên Việt Nam trong viên chết rồi mình tự ăn, anh ăn trâu đi đấy. Đây là con ta chịu trầu đấy, rồi miên đứng ẩn chịu trầu, trầu mượt thôi, trầu tiền thôi, cái nhé, à lớp bật mà tham miên, rồi na phò tàng, bật mà tham miên, miên ấy sầm an, bộ kỵ đăng chiết ấy chơi chơi, khi bị ca ta ca song say, ruột tâu ọt đòn. À lớp ma sơ thang bệnh dễ đòi chiết cáo vậy người ta sai miền đường ấy cả làng đăng đấy từng ngon nên coi nữa mà mau cáo miền đường ấy cả làng đăng đấy chẳng hai ban chia sai đây mình toàn một đó lăng của ông ấy mua thang na cuột đấy à là quật màu pi vẽ đám nét nâng kẹt tạ nét nâng kịp là chỉ ảnh nét xong tới chỉ ảnh là quật miền đây ta xây đây mình toàn màu xây đây mình toàn cả là cùng khoa mùi vi vậy là triệt khói thì à xây nhưng xây có xây tao rip cho mà xuống ngày nâng tàu đừng ở khné nâng ruột đòn ngày xây ở phòng thàn chẳng thích pay giờ nè hay thằng anh dây giấy bạc cạch từ phếm đó mình làm đăng chẳng công tha lại đòn chiết cày xung bay từ ngày sai nâng cô với mình mến chỉ flow practice để Emily xua đây nè how do we need practice we cannot practice with the future situation and also cannot with the past only with the present the past is a history the future is a mystery present is the gift that is why it is called present. Tây Tây Cá còn tại chi bộ vật sả để vừa lòng hao đứt sụp bắn nhằng lâu đứa ca rú chôm chôm mùi mà đai ở phục nhiệt và màn để quạt bạt tới nước đấy cất ra lăng bên mà copy yêu sao này không copy yêu sao này à mà sao mấy nó có đôi yêu sao đây mà nè à môn mấy nó có đôi yêu sao đây mà nè nè chạp về một bên ba đấy ở đây mà này tìm môn có ở đây giờ hãy bán practice nè how do we need practice nè. Mình ai practice mùi ở đây tất cả bán thế đôi dân tục chia ba rốt chẳng bởi dân chư ta dân chia ba rốt ở đây tất cả rứ có chia ba rốt ở nạc quốc rứ có chia ba rốt bà chịu bọn tụi bây mà sao mình chư ba khăn có đòi ba ngày nay bị chụp chư hay chia ba đi đấy à tệ à lâu ở toàn chư phong miền cái tia dân thật ái dân chư lên lép thân làm bên ngày năng mệt cái này đôi chân này object để từ prote bát cứ ba chốt ba chốt bàn nè chẳng bán on lấy private present present man gift chia cả đô nè phần mà nu chia ta rê khôn ái tao không nòng ở đất cá hay nâng anh á cột pruy vậy đôi cá mà tiêm sầm phê tao Canada mùi nhôm cái nắng tao mùi nhôm từng pì tao Canada vậy bị tình tinh pro mà tao sầm phê pruy lại cái xuôn chơi pruy lại lẹ nó ăn phê bìm toàn mà đó lắm tụt cái nơi thầy hay đạp phê từ đó đạp phê cái thầy sái mà sầm phìa vậy bị dụng nâng nhôm từng phê nâng cọt khom tình pruy lại lẹ đạp phê sái cái ở sầm phìa vắng cái ở visa rồi đấy thấy miên rương kha pruy tha bên trên về ọt phỏng khi việc đôi chứ đôi ca kịch đấy đôi hướng khai tới dân kinh ta xuống mấy tế với tao gì ấy đôi đầy cù chỉ vật chẳng bọn kịch thả ôn smó à hay ôn có kịch thả bọn smó đấy nên nè họ đôi cha bị đam khát cam đai chu kia vấp đai vô chân vô cam kia là mệt sẹp từ nâu tới con nâu ba mươi chục vân tới cái miền đấy cha bị muốn á prove ở miền phải em bị từ bông đom đai cu dân chơi luôn ấy vì cha phải em bị từ bông đợt nâu du bị chơi nhà cạ từng tực màu nó à chơi nhà original màu nó that is so true. That's so true. Nè, của ta chập đâm tương tầm bốn mà nước trâu và trên sấy đào chia chấm nơi khăn bọc luôn này đâm bay ở đại cu attract mình chẳng mình nói tôi chừng nói tôi bà hai chừng nói sỏi chẳng tôi bà hai chừng nói khlang đôi chỉ che tổn phun á che dồi chết bị sầm đây bị rua ấy giống nè nó chừng nói khlang em miền từ hiền chê ấy là bồ mà hàm ấy ý mà bây giờ đang chia sạch chạ thua đó hướng bên tên đó này chẳng ban là pel kia điệp ca ca mà đâu mà nó kia chờ nó oi ở vạt pk gì muốn tàu post mà đã đôi kê tê mà thá rương lõ bạch từng khâm tê Triêm chất tự tua là chấm nói mình lo tầm. Vô bê này mình toàn khơi thế, ngày khỏi khơi này. Nè. Đôi rương ấy mà làm gì không? Lưu bị kê đây thế rương nó từ thằng cà chụp nia từ bốn. Cái nòng nia từ lên mọt sầm mọt rồi. Bạn xây cái tháo bong mưa ngày chích lịch chân tới chẳng nâng mọt tức tới lõ tụt lõ rồi tuôn giang mấy câu về cung tranh rồi rõ ôn tôi phải bàn côn pì cả nâng côi mục té và phôn cái nước hàng cả đầu mọt sầm mọt như mong tiệt mơ mấy sự tông đội dân ca nó mọt sầm mọt tập bông chứ anh phải đây ta à và đang sự tông mình xa ọc tốc tích liêu từ từ ọc thầy dư tới với chênh ở hai à xây dựng với chênh ở hai phân số thật cọt cọp bọt đấy miền Bắc là cọt mình cọp bọt đấy cần với chênh là trời đặc dính các dân rồi lại nên là bốn bé thân chinh là xin vào vì chinh à ai vô chật vô thao cái nền nhỉ đã hai tới việc đôi ca dừng khấm với tàu về lên suite ở tàu đôi nhầm bầu vì cuộn tới từ bốn lần suite bằng phải dưới dưới đó chống nó chú chót sạp sạp trong nó cứ sạch chãi chứ em bất trong cứ sạch chãi bởi mình nuôi tụi tôi trong đang bán nấu ba này bởi tụi tôi bán dạ vậy đôi sạch chạ thôi để tham gia tay nên gì những đáp liên về ọt em thế, đầu tiên họ đôi tham gia ôi con cái nó phát triển xua trẻ một xua về nó xua con còn lo thà mách ban rơm này đi nâng chịu hệ để gì còn điều đó mau bị khơi chặt ban là o che chạ để da che che còn điều đó vẫn là bị con sầm bạt chẳng mà xua con say mà đó mách cò vô bỏ ra nâng chịu xóa mấy thà mau bị cọt nâng che vô chặt ấy che 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 tôi tục thở ra chứ mà nó lỡ chơi này ok cái score này mà anh khai, class tụm score mà khai, class tụm score bay khai, class score mà chả làm mấy phần nào. Bạn mà thà chẳng score cái này nó score luôn ấy mà xuống score luôn ấy rồi còn mày ôm xòm cùng ơi, thà score luôn này, anh mà đẹp tha, ok, chả bắt đầu tìm bốn năng cứ sweet thôi. Phần trăm biệt mà bị ngay nâng tới suýt dân chẳng là khai tiết hơi nâng chạp vào đám khơi như rương mình suýt hơi nâng chạp vào đám khơi như rương khổ sừng khẩm phần mến bàn này tha sốt tay mà nữ từng ọc này à có mến này có tài chế đặc dinh trên màu dương nên score này căn tới chứ bà bịa có lên sâu suy đôi muốn đôi cả vì muốn ôn nôn ná nhám bay nấu ấy làm sao lưu tì để chẳng chăn alo ôn tôi vô cô nữa chạy cho anh ấy vì trình máu vì chẳng biết suốt cả bát đã thế hư thấu phơp sinh vấn đề bây giờ nấu tiêm ti ở đôi ăn cá mơ ngày hiệp lịnh nó màu tì đấy màu tì đấy ngay màu tì ở đây là chặt nó này chặt đây đây tha đôi ngày được lịch cho những bà ổn màu tì đấy không hai cái tịch bà đấy nào nhưng mà mình mà nè đến có ở đây đạp mà đây phần bộ phôn con nè lọc đạp của xa khăn bộ phôn các ca nó sụp mày có chùm lại đấy về cái vô mai vô tư gì có sẽ đáp có khả năng trâu ấy giống bên tôi có kinh thở mình đã còn lon tư và hai chia phần môi phần bờ nám một chuột mà đòn tiệt có tha mà dây cá nó trâu thằng không thiết bất bờ sừng không vô ở đường Swift nó khổ đọc về trong to cái này ấy có vô cái sàn nó mà sẽ đạp lực mùi cái này nó tới lên ấy anh đang original anh đang chơi đặc xin chơi mau này nè có thay ban cái sàn nó hay về hồi chụp cái này có chơi sẽ đạp đó riêng từ tu score cà bịch này sẽ chạy ai à cầm mọ cầm mau ấy chơi mau nữa nghe anh đang sẽ chạy hai anh cao ngày lịch tranh rồi ra ôn nó anh đang luôn đây đang à chẳng bạn ba tờ tua cả lạnh chọt đang bán chỉ vẫn đang ai mì ruột chết bà em rồi tờ tua bán chọt hột sẽ chạy thôi được kia chẳng đây ba tờ tua bán thà thoành cung bộ bột khuyên chui ai bàn tê vô là năng bán lạnh sừng khâm khao hoài đời sai dương về tờ roa đây không kho chân hay ban nẹt là chúng không phơi tạ bón chỉ vượt nhom bạ mày và put đấy na đã oi phơi bón cầm oi chụp tục chẳng và put bờ riên oi vô bị tục dương ở riên là nắng tụt sông cầm oi chụp tục khi bị phải trả hết đang mang dây về bây hỏi tăng màu vùng bờ là lâu màu vùng buồn hãy nữa tí ní chân chia sập trong còi máu thà miên kề nà muối đạm mà phưng ở ọt tục một tề ở lơ đây xa mà đòi mong mà là vốn lắm chia sẻ mà đòi mong ta mong vừa mong buồn ở bà này mấy trăm ngày cào tiệt này dân mấy dân ma miền pe cào tiệt mà oi pe tiệt là chồng bàn ở đây cái lớp mà đòi pe về liền rồi lục mà cha bắt tao trong thang miền kề nào mà phần bạc tụng mình khi mà cho sập đó mấy đang cá đang mong đấy đâu mấy anh đang chạm vào to ngay cái rồi chạm miền tây chạm vào to ngay cái rồi miền tây lỡ chung cái này tiết tết mà ok ở đây ở bên mà rồi ngay và đây